Tôi bác sĩ Mai Hay Trần xin trở lại với quý vị với chương trình y khoa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh trở lại với quý vị với chương trình y khoa hôm nay chúng tôi có sự góp mặt của bác sĩ Khải Tiêu là bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa và phụ nữ là một cái sự một gương mặt rất là quen thuộc và được sự yêu mến của tất cả người phụ nữ à, có thể nói là rất nhiều người phụ nữ à, rất là yêu mến bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Mary Trần tôi biết bác sĩ đã lên à, đây rất nhiều lần và khuôn mặt rất quen thuộc nhưng mà mời bác sĩ có thể à, giới thiệu chính mình đến với quý vị được không? Dạ chào quý khán giả à, tôi bác sĩ Kevin Khải tiêu bác sĩ sản phụ khoa à, cảm ơn bác sĩ Mary Trần đã khai được cơ hội lên đẩy bác sĩ Mary Trần hôm nay Dạ. Dạ thưa bác, thưa, thưa bác sĩ hôm nay chúng tôi nói về đến đề tài liên quan với phụ với phụ nữ thì hôm nay chúng ta nói về sự mang thai thì có nhiều bệnh nhân của tôi cũng có nhờ tôi hỏi bác sĩ nhiều câu hỏi và những thắc mắc thì cái hôm nay chúng tôi có một đề tài nói về người phụ nữ và cái bệnh về Covid-19. Vì quý vị ta đang trong đại dịch Covid-19 thì có nhiều thắc mắc những người đang mang thai và người sắp sửa mang thai và người tính dự định sẽ mang thai thì chúng tôi muốn hy vọng ngày hôm nay có thể trả lời những thắc mắc cho quý vị. À thưa bác sĩ, từ lúc Covid đến giờ tôi biết là nó hoang mang nhiều bác sĩ có thấy bệnh nhân bác sĩ có bị về mang thai có bị Covid không bác sĩ? dạ yeah, uh, trong trong năm nay đó thì thầy uh, thấy đó là nói về cái phòng mạch của mình thôi uh, sau so mấy tháng gần đây đó yeah. thì bắt đầu mình uh, mình thấy bệnh nhân của mình uh, đang có bầu mà bị covid Uh, cái 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 nhóm đó thì nó nó nhiều hơn yeah. um, lý do là tụ, cũng liên quan về mấy ngày lễ <laughs> bước qua, qua đây uh, yeah. là thứ nhất uh, thứ nhì nữa là you know, cái bệnh gì cũng nghĩa qua một thời gian nếu mà kéo dài quá đó so sometimes cái tánh của mình có khi mình cũng như là không yeah. có kỹ bằng hồi xưa yeah. uh, thì bắt đầu mình thấy nó nó nó, 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 nó tăng hơn nhiều hơn, yeah. nhiều hơn yeah. uh, là tại bác sĩ mê Trần Vũ quý thính giả biết là cái bệnh covid này nó rất là dễ lây yeah. uh, mà sometimes cái triệu chứng cho mấy người trẻ người bình thường người khỏe thì nó không có bị nặng yeah. thôi có thể lý do đó thì có khi có người <laughs> <laughs> mệt mỏi quá rồi yeah. à, nó dễ thì bị lây hơn bác sĩ nhưng mà tôi biết là trong yeah. cái uh, mấy cái population của uh, tụi tôi cũng bị cao lên cho nên nhất là Á Châu mình, yeah. uh, nhất người Việt Nam mình nói riêng thì uh, cái số number rất là cao. thì uh, hôm nay uh, mình nói về những những phụ nữ mà uh, đang mang thai và yeah. sắp sửa mang thai mình những cái những cái covid liên hệ với họ thì bác sĩ cũng biết là khi người phụ nữ chúng tôi mà uh, muốn có sắp sửa mang thai hay có mang thai thì chúng tôi đều có một cái vui vui mừng hạnh diện yeah. uh, là cái điều mà rất là nhưng mà cái 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 điều lo ngại nhất là trong thời điểm nhất là mình trong cái thời điểm gọi là pandemic của cái COVID-19 yeah. nên ai cũng lo lắng thì hy vọng hôm nay chúng tôi có thể giải thích nhiều yeah. câu hỏi. Cái điều đầu tiên tôi muốn hỏi là như người phụ nữ chúng tôi á, là khi mà thời điểm mang thai là thời điểm có thể nói là nhiều sự xảy ra trong cơ thể của họ à, và cái, cái 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 họ được đặt vô một cái cái nhóm người là nói là high risk à, khi mà dễ, cái, về cái sự miễn thể họ yếu đi yeah. và có thể nhiễm trùng thì với cái COVID-19 này À, nếu mà nó có, cái người phụ nữ đang mang thai họ bị họ có, có có nguy hiểm hơn là mấy người bình thường không bác sĩ có có cái nguy cơ nào nó có thay đổi cho người phụ nữ khi mang thai không bác sĩ? Dạ yeah, đúng à, bác sĩ mai Trần, cái câu hỏi đó rất là hay là tại vì cái cái nhóm bệnh nhân có bầu đó thì cái cái cái, cái, cái sức khỏe của nhóm bệnh nhân đó, đó thì đúng thường rồi. nói chung là nó yếu hơn một người phụ nữ bình thường À, yếu hơn mà cũng ngược lại nó mạnh hơn mấy bác lớn tuổi bị tiểu đường, bị huyết áp cao, bị uh, béo phì uh, mà trước sau thì so với một người không có bầu đó, cái người phụ nữ đang có bầu thì cái sức khỏe của người ta yếu hơn cái lý do yếu hơn đó thì tại vì thứ nhất đó là uh, cái, 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 cái máu của cái người phụ nữ nó dễ bị đông hơn cái phổi của người phụ nữ nó có thể nó khó thở hơn là tại vì cái thai càng ngày càng lớn nó nó sẽ ép lại, sau cái phần mà để cho mình giúp cho mình thở cái hơi đó nó 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 giảm nhiều hơn, à, rồi cái, cái 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 immune system cái cơ thể của mình đó, nó sẽ hạ xuống tí xíu, sau cái nhóm bệnh nhân đang có bầu đó thì nói chung sức khỏe so với một người phụ nữ cùng một tuổi không có bầu đó thì mình yếu hơn, à, thì cái bệnh gì cũng vậy, cái nhóm này đó thì nó sẽ tăng cái nguy cơ sẽ bị bị nặng hơn, rồi yeah. nếu mà mình nói về cái COVID đi thì cái nhóm bệnh nhân uh, bầu đó uh, so với một nhóm bệnh nhân không có bầu đó, thì cái percent cái cái phần mà nó nó bị nặng hơn đó bị bệnh nặng hơn hay là có thể nhập viện hay là cần máy thở thì nó sẽ cao hơn một cái nhóm bệnh nhân phụ nữ không có bầu mà không có cao đến một mức mình trong năm nay mình thấy đó mình không thấy cao đến một mức mà mà bị nặng hơn là cái thời mà mình mới thấy cái bệnh này xảy ra mình sợ cho mấy người có bầu uh, bị rất là nặng uh, số so có mà cũng không có quá nhiều uh, số so nếu mà thầy giải thích cho quý thính giả coi uh, theo mấy cái số trong cái năm nay đó mình tưởng tượng đó là uh, có một tài liệu coi lại nó nói là một 1.3 triệu uh, bệnh nhân phụ nữ uh, uh, bị viêm cái cái Covid-19 này. Trong cái nhóm đó 409.000 uh, bệnh nhân uh, uh, phụ nữ này đó là có triệu chứng. Uh -huh. Mà trong 409.000 này có triệu chứng đó chỉ có 5% uh, phần trăm nghĩa là chỉ có 23.000 thôi bệnh nhân đó là có màu. À. So, nói chung là 5%, mình nghe 5% đó thì nó cũng rất là cái phần đó rất là là ít à uh, so mà so với cái nhóm bình thường đó thì cũng cao hơn bình thường. à uh, so uh, có bầu thì nó sẽ tăng cái nguy cơ bị bệnh nặng hơn, nhập viện nhiều hơn, xài máy thở nhiều hơn. Uh, mà nó không có cao bằng cái nhóm bệnh nhân lớn tuổi. Uh, maybe bác sĩ Mê Trần có thể chia sẻ về mấy bác lớn tuổi. Uh, mà cũng nói chung là cũng phải cẩn thận là tại mình cũng có thể uh, dễ bị bệnh hơn nhóm khác. À, cái điểm kế rất là quan trọng đó là cái nhóm bệnh nhân nếu mà lỡ bị viêm nặng đi mà cái nhóm này á, cái phần mà chết do bệnh này đó so với một cái nhóm bệnh nhân không bầu nó không có cao hơn có thể nhập viện có thể xài máy thở mà chết do về cái bệnh này đó thì thấy nó không có nguy cơ khác gì không thể dạ, không có khác gì mấy dạ. với một nhóm bệnh nhân uh, không có bầu trong phụ nữ dạ, dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều À, một cái điều mà người ta cũng hỏi tôi là thì bác sĩ cũng biết là trong cái thời điểm mà chúng ta bị cái pandemic thì bác sĩ cũng nói đề cập là lý do mà người ta bị nhiều hơn tại vì cái bệnh này dễ lây lan và càng ngày nó càng lây lan ra nhiều mà một người bị thì nó ra ra 10 người, 10 người, 100 người lên nó rất là nhiều người thì khi mang thai thì nó, nó, không, nó không nhận là người bị nhân mà không mang thai mấy người không mang thai à, mình, ta cũng, mình cũng khuyên là tránh ra à, đi đây đó nhiều à, tránh à, đi à, tránh ra ngoài đường nếu không cần thiết thì với một cái uh, với cái căn bệnh như vậy một cái panic ra nguy hiểm như vậy cái sự lây lan quá như vậy thì thời gian mà bác những bệnh nhân mà khi mà bệnh nhân bác sĩ về đang mang thai thì dĩ nhiên là khi chúng tôi khi bệnh nhân mang thai là họ có một cái quá trình cần phải đi khám bệnh thường xuyên khác với những không mang thai thì cái, cái thời điểm họ khám nhiều hơn thì với lời khuyên bác sĩ là trong thời điểm này À có cần phải đi gặp bác sĩ thường xuyên hơn không hay là vì cái phản nước luận thôi không cần đi nữa không bác sĩ? Dạ, yeah, cái 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 lời đó thì uh, rất là quan trọng là tại vì cái bệnh này nó rất là dễ lây. Uh, uh -huh. Thì cái muốn nói nói cái đó chút xíu là cái này giống là nó 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 không có mùi, uh -huh. không có màu, không có gì hết á. So sometimes mình nghĩ là mình không có bị bệnh gì hết, à, hay là mình chỉ ho chút xíu thôi. À, thì nhiều bệnh nhân nghĩ đó là không có chuyện gì hết mà rõ ràng là cái lý do đó là một lý do là dễ lây cho ừ. người khác. Mình nghĩ mình không có thấy gì hết. Xo so cái này nó không có triệu chứng gì hết, sau so nó rất là dễ lây. So nếu mà dễ lây như vậy đó, mấy tháng đầu mới khám ra cái bệnh này đó thì cái hết thế giới mình chưa có ready. Uh -huh. à, mà hiện tại bây giờ mình biết cái cách nó lây mình có nhiều cái uh, chất hoặc là cất mấy cái đồ nó dùng PPE bảo vệ, mình. Để bảo vệ mình đó thì uh, nó đầy đủ uh, so, mấy văn phòng mấy bệnh viện đó thì hiện tại bây giờ we're ready nghĩa là có đủ khả năng lo cho mọi người bệnh nhân uh, uh -huh. sau so, đi khám bệnh uh, trong thời gian có bầu để cho cái healthy pregnancy cho cái thai nó phát triển bình thường đầy đủ uh, lớn theo tuổi uh, Sanh đầy đủ tháng thì mình phải tiếp tục nó kêu một prenatal care đi khám theo hướng dẫn của bác sĩ sản phụ khoa của mình nếu mà kẹt quá không được lỡ có bị COVID gì đó thì mình cũng liên lạc. Hiện tại mình rất là hay mình có cái nhiều cái cái cái, cái cách cũng như là uh, social media uh, nghĩa ừ. là FaceTime hoặc là uh, Zoom thì mình cũng tiếp tục mình săn thay sóc rồi. cho cái thay ừ. của mình cũng được. Cái đó không phải là cho bệnh nhân có bầu không mấy bác lớn tuổi mấy người bị tiểu đường mấy người bị huyết áp cao mấy người bị uh, cần thuốc thì không phải tiếp tục đi khám. đừng có nghĩ là dễ lây là mình không nên đi khám. Tại vì bác sĩ Mary Trần bác sĩ Khải và trong cộng đồng của mình mình có nhiều cách để săn sóc cho người người bệnh nhân Rất mà đúng giảm dạ. cái nguy cơ bị lây cho người khác. Dạ. Nữa. Thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng khuyên là chúng ta không nên uh, chung đụng nhiều, không đi ra ngoài thường nhiều. Nhưng mà uh, quý vị ơi, cái bệnh này thì nó sẽ không mất, nó không biến trong dạ. một ngày hai ngày. Uh, những cái bệnh mà mạng tính của mình như là bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ cao máu hoặc là phụ nữ đang mang thai, chúng ta cũng phải tiếp tục tiếp tục theo cái, cái cái lịch trình của mình đi khám bệnh. Đừng vì cái này mà mình mình mình, mình giữ lại mình không có, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Có một điều nữa là tôi cũng đọc nhiều bài báo với lại ở Trung Quốc trong thời điểm họ nói là khi mà phụ nữ mang thai thì nếu mà họ lỡ họ có bị Covid thì nó có nguy cơ nào đến cho baby trong bụng không? và đồng thời nó có ảnh hưởng đến cái sự sanh nở cho người phụ nữ nó có có bị như là phải sinh đẻ sớm hơn hoặc là bị những cái cái cái, cái complication nào không bác sĩ khi bị covid bác sĩ? Dạ, yeah, um, hồi nãy mình nói uh, ngắn tí xíu đó là người bệnh nhân có bầu thì uh, có thể uh, bị nặng hơn là một người không có bầu uh, nặng hơn mà không mình không có chết so với một người không có bầu không có cái nguy cơ không có cao hơn mà đang mang thai đó mình cũng thấy là một cái nhóm bệnh nhân có bầu đó có thể nó tăng cái nguy cơ bị sanh sớm hơn à, lý do thì không phải là liên quan gì cái con virus nó lây qua cho bé nó ảnh hưởng sức khỏe bé mà cái lý do là tại vì nó làm cho cái sức khỏe người mẹ cái người mẹ là cũng như là cái người nuôi tiếng anh là mình kêu một cái host nếu mà cái người mẹ nuôi thai mà cái người mẹ bị bệnh nặng bị sốt À, à, hả là bị à, bệnh đến mức mà khó thở đi uh hai -huh. à, thiếu nước à, thì bắt đầu nó sẽ làm cho ảnh hưởng cái thai một là ảnh hưởng cái thai nó làm cho cái thai uh -huh. yếu rồi cái người bác sĩ sản khoa không có cách nào khác và phải bắt buộc cho sanh non để cứu bé nó thôi uh -huh. à, rồi một điểm nữa đó là cái, cái 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 quý thính giả hiểu là cái thai của mình đó là một cái À, cái bộ phận cũng như là nó 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 kêu bằng cái foreign body nghĩa là cái parasite nghĩa là thường đó một người phụ nữ là không có cái 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 thai đó mà cái thai này nếu mà có gì bất thường đó thì cái cơ thể người phụ nữ sẽ ráng tống cái đó ra sau đó nó sẽ tăng cái nguy cơ làm co bóp làm cho sanh cũng làm cho sanh non ngoài cái ảnh hưởng cái sức khỏe của bé. Uh, Sau so hai cái đó dồn lại, dồn lại thì nó sẽ tăng cái nguy cơ, cái nhóm bệnh nhân này có thể nó sẽ mình thấy sẽ sinh non, sinh sớm hơn uh, uh, mình, mình muốn. Dạ. Yeah. Yeah, các bác sĩ rất nhiều. quý vị cũng thấy là cái sự nguyên quan trọng chúng ta phải tiếp tục theo dõi với bác sĩ sản phụ khoa của mình, nhất là mình đang mang thai. Mặc dù mình trong thời điểm gọi là covid, chúng ta cần phải theo dõi kỹ hơn để mà có chuyện gì chúng ta có thể uh, khám phá sớm hơn và kịp thời chúng ta có thể uh, giúp cho quý vị và uh, cứu em bé thì rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ của phần một của chương trình chúng tôi xin trở lại với phần hai chương trình xin chào quý vị